Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp Jingle Dopamine thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Gì vẫn lười nuôi. Quá đuối à. Đây quả là một thử thách khó khăn. Khó là nhẹ, không phải dễ đâu. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Nếu như không tìm được thì tối nay chúng ta sẽ ngủ ở ngoài biển. Hãy cùng chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Xuất hiện khá nhiều trong các phim truyền hình gần đây, Duy Nhân đã có bộ sưu tập 11 vai diễn trong 11 bộ phim truyền hình như Đồng Hồ Cát, Vó Ngựa Trời Nam, Cô Gái Xấu Xí, Sở Hữu Một Khuôn Mặt Điển Trai, Con Đường Sự Nghiệp Trước Mắt dường như đang trải thảm đỏ với Duy Nhân. Chào mừng anh đến với hành trình. Đến với nghệ thuật từ rất sớm, Minh Triệu là một cô gái đầy cá tính và luôn đầy lòng đam mê trong tất cả công việc mình đảm nhận. Giờ đây, ở độ tuổi 25, Minh Triệu tự nhận mình đã trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc đối với các lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Chào mừng cô đến với Lữ khách 24 giờ. Cả Minh Triệu và Duy Nhân đều đã hoàn thành cả hai thử thách với nhiều điều thú vị. Mỗi thử thách đã trải qua là một trải nghiệm không thể quên. Xin mời quý khán giả cùng đón xem thử thách cuối cùng. Xin ở trọ. Bây giờ bạn hãy xin tá túc trong một ngôi nhà bất kỳ. Nằm tại ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn. Lưu ý bạn không được phép lấy lý do đang tham gia Lữ khách 24 giờ để xin tá túc lại. Ở ngôi nhà đầu tiên, Minh Triệu mở đầu bằng những lời hỏi thăm về nghề truyền thống gia đình. Con đang đi làm phóng sự á. Cô cho con hỏi vài câu được không? Dạ, không biết là gia đình mình có làm nghề truyền thống hay là một cái kinh doanh gì không cô hả? Không có, cô làm bằng bình thường không, không có ai làm. Gia đình đông người không cô? Đâu phải riêng hết rồi. Dạ. Dạ, thôi con chào cô, con đi. Cho con hỏi là nhà mình có làm cái kinh doanh gì truyền thống không cô? Hay là có làm một cái nghề gì không? Con đang đi làm phóng sự. Trời cũng mưa rồi và cũng gần tối rồi. Thì không biết là tối nay cô có cho con tái tóc qua đêm được không? Dạ, không đâu con. Dạ, chỉ một đêm thôi à cô? Dù đã cố gắng năn nỉ cô chủ nhà, nhưng Minh Triệu vẫn nhận được một cái lắc đầu và lời từ chối nhẹ nhàng. Nhà chị đâu? Nhà chị đây nè. Đóng đâu lận? Dạ không, em có anh chị ở nhà luôn hả chị? À. Dạ tại em muốn xin ở tạm qua đêm nay á. Đêm nay hả? Dạ. Nhà đâu ở? Thì em chỉ cần ngủ thôi thì em trước theo được. Được. Dạ, thì em xin phép chị thôi. Còn chuyện chị đồng ý hay không là do con xem xét thế nào. Ở nhà chị đây chặt quá, đâu có ở được đâu em. Chỉ cần góc nhỏ thôi, tại con ngủ không cần nhiều. Chẳng khác gì Minh Triệu, Duy Nhân cũng nhận được một lời từ chối ở ngôi nhà đầu tiên. Dù anh chàng chỉ xin một góc nhỏ xíu để nghỉ qua đêm. Dạ, con đang tìm nhà để xin tá túc qua đêm. À, Lữ khách 24 giờ đúng không? Dù mới chỉ mở lời xin tá túc qua đêm, chị chủ nhà đã biết ngay là nhân đến từ chương trình Lữ khách 24 giờ. Đây có lẽ là một người hâm mộ chương trình. Quả thật là may mắn cho nhân. Nhỏ như này là nghề chắc. Có chơi nhà nhỏ không? Dạ không, có cho con chỗ ngủ là con mừng rồi. Hôm ấy thì qua bên nhà ba chị ngủ. Dạ. Mới sao? Dạ nói chung là nếu cô chị cho phép thì em ở đâu cũng nằm cũng được. Cho em xin phép cho em gửi chị cái kẹo để em dùng. Dạ. Rồi chị cảm ơn. Dạ.
từ viện em. Dạ chú ơi, cho con hỏi chú ở nhà này hả? Dạ con xin phép chú, con đang làm việc ở trên Sài Gòn nhưng mà hôm nay con xuống khu vực của mình á để có một vài phóng sự. Thì không biết là gia đình mình có vui lòng cho con ta túc lại qua đêm. Nhà Khuya đi hết rồi, đi bán. Ủa Khuya đi bán hả chú? Nhà có ai rồi rồi không có ai ở nhà? Có mấy nhỏ, mà tối nay mấy nhỏ đi chơi hết rồi. Wow, bên kia nhà đi. Dạ con cảm ơn chú. Chú chủ nhà đành phải từ chối Minh Triệu vì lý do gia đình phải đi buôn bán khuya. Nhưng chú cũng nhiệt tình giới thiệu cho Triệu một ngôi nhà khác. Dạ, cho con hỏi bà mấy câu thôi ạ. Hôm nay con xuống quê của mình. Tại vì con có một vài phóng sự con cần làm á. Thì không biết là ông bà có vui lòng cho con tái túc lại ở đây một đêm nữa. Đi bằng gì đông lắm, không có chỗ nghỉ. Con cháu bằng gì đông lắm, ông bà ông dạ, dạ, dạ. Liên tục bị từ chối. Dù đã cố gắng hết sức thuyết phục, Minh Triệu chỉ còn biết kêu lên. Trời ơi, chết mất. Bây giờ là cô cũng nuôi má chồng ở bệnh viện đó. Dạ. Ừ, chỉ giờ ở nhà cũng chỉ có ba mẹ cha con đó thôi. Dạ. Bây giờ nhân đợi, có thể đi hết cái xóm này coi. Dạ. Thấy người ta không đồng ý thì vô đây ở. Dạ. Tưởng rằng đêm nay Nhân có thể yên tâm vì đã tìm cho mình được một chỗ nghỉ qua đêm, nhưng gia chủ lại vẫn chưa sẵn lòng cho anh chàng ở lại. Chị xin tá túc ở nhà một người dân để qua đêm. Nhà đông quá, có cái phòng này ngủ dài ở đây, nay có rải ở sập viên lên nữa. Qua nhà đó kìa. À, chỗ này đóng phim. Nhà đó nó rộng mà có hai người ở. Xin tá túc ở nhà người dân ở. Để ghi hình, để sáng ngày mai thì tụi em về lại Sài Gòn. Chắc không được anh ơi, tại vì đây nhà đây anh. Mặc dù bị từ chối liên tục, giống Minh Triệu, nhưng có lẽ Nhân vẫn còn một niềm vui an ủi. Đó là anh chàng được người dân nơi đây nhận ra mình qua các bộ phim. Em ơi, em gọi mẹ ra cho chị hỏi thăm một xíu được không? Cảm ơn anh. Dạ con chào cô, con đang làm việc trên Sài Gòn nhưng mà hôm nay con có xuống ở dưới quê mình để thực hiện phóng sự á. Thì con muốn làm cái phóng sự là giống như là con ở tại nhà cô, con sẽ phụ việc cho cô và sinh hoạt với gia đình cô chỉ có một đêm thôi, rồi ngày mai con lại đi. Thì không biết là cô có vui lòng cho con làm cái phóng sự ở đây không? Thôi vô hỏi nha. Dạ, với một lý do thật hay và thật thuyết phục, mình Triệu hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cái gật đầu đồng ý từ bác chủ nhà. Liệu niềm hy vọng của Triệu có thành sự thật không? Trong khi Minh Triệu đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ ba cụ, thì Nhân cũng đang nỗ lực thuyết phục nhà của một cụ ông. Nhờ ông cho con tá túc ở nhà ông một đêm. Ngủ nhà qua làm sao ngủ được? Anh này ngủ nhờ một người. Anh lấy nhờ cái hộ khác đi. Không cần phải chờ đợi như Minh Triệu, Nhân nhanh chóng nhận được một cái lắc đầu. Anh chàng lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tối nay con xin tá túc ở thật đây. Không phí công thuyết phục và chờ đợi, cuối cùng Minh Triệu cũng đã nhận được sự đồng ý của ba cụ. Gia đình mình có trồng trọt hay là chăn nuôi gì không cô? Không, dì hai nhà có bà dì hai với bà già đó có làm gì đâu, nó làm gì. Còn cây cối vườn tược thì ai lo cô hả? Con thấy nhà mình cây cũng nhiều quá nè. Có vậy chứ thì nó lên vậy chứ có mình có săn sóc gì đâu. Cũng ít chăm hả cô? Không có săn sóc gì. Dạ. Ngay khi Alo. Tìm được chỗ nghỉ qua đêm, Minh Triệu liền gọi điện thoại cho bạn đồng hành của mình. Anh chưa tìm được chỗ, anh tìm được chỗ chưa? Anh chưa tìm được nữa hả? Em vừa mới tìm được nữa nè. Hay quá à. Vậy là em nói trước anh nữa rồi. Ha ha. Thì là buồn quá đi. Khi nào kiếm được chỗ gọi cho em biết ha. Ok em. Ok anh, good luck anh. Dạ cô, con đang tham gia một cái chương trình nữa cô. Thì con xin phép cô cho con tá túc ở nhà cô thêm một đêm cũng được không cô? Trời đất. Ở đây đang ngủ chật lắm á. Dạ không, có mình con thôi thì con chỉ cần mình ngủ. Nhưng mà cũng chật cho lắm á. Tối là chịu thức là ở. Dạ. Thì cô cho phép thì con xin phép con ở. Chật dữ lắm á chứ. Dạ.
để cho con được phép. Đông lắm. Dạ. Mặc dù ngôi nhà của cô Lệ khá nhỏ, nhưng cô cũng không đành nói lời từ chối với vị khách lỡ đường. Vừa bước vào nhà, Triệu đã nhanh chóng hỏi thăm từng người trong gia đình mình ở trọ. Ngoài bệnh gì hả cô? Ngoài phổi, tim. Thì cũng nặng hả cô ạ? Thì đồng nhà thương tới nửa tháng. Trong ngôi nhà của cô hai, chồng chị Thủy, trụ cột của gia đình là công nhân, đi từ sáng sớm đến tối mới về. Ngôi nhà với những người phụ nữ giàu tình cảm, ngôi nhà với ba thế hệ luôn yêu thương, quan tâm đến nhau, đã tạo cho mình Triệu cảm giác ấm áp khi ở lại. Con chào ngoại. Con nghe nói là ngoại mới từ bệnh viện về phải không? Bây giờ ngoại thấy sao rồi? Mới đỡ đỡ hả? Bây giờ ngoại đỡ đỡ hả? Ngoại là bị phổi với tim hả ngoại? Rồi như vậy mình có ăn uống được không? Được. Ăn uống không được. Thường buổi tối ngoại làm cái gì? Tối có xem được tivi không? Thì em xin phép chú với cô cho em mở qua ở lại qua đêm. Dạ, thật ra thì có mình con ở thôi. Một mình con ở thôi thì con nằm một góc được. Nếu con thấy hơi chật thì con chật thì ở cho vui. Dạ, thì con cũng ngủ dễ, con nằm đâu con ngủ cũng được. Vậy chú xin phép cho con ở qua đêm. Duy Nhân vẫn chỉ cần một góc nhỏ để ngủ qua đêm. Anh đã thuyết phục được chú chủ nhà cho mình ở lại. Chúc mừng Nhân. Không mà ai cũng từ chối thì dạ. Chú đang làm công việc gì chú hả? Bao giờ công ty hả chú hả? Dạ. Dạ. À, có tên gì? Con tên Sushi. Châu Phi. Sushi. Sushi, mấy tuổi rồi? Ba. Ba đến từ 1, 3 cho chú nghe coi. 3 tuổi như vậy. Nữ con gì? Đứa con voi. Ngôi nhà nhỏ chú Hồng và cô Lệ tuy nhỏ nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau thì thật lớn. Với vai trò trụ cột trong gia đình, chú Hồng ngoài việc làm thợ hồ, chú còn nhận thêm việc làm bảo vệ ban đêm cho một công ty. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng có lẽ với cô chú thì đã đầy đủ. Với con dâu, rể, cháu ngoại, cháu nội luôn bên cạnh, tiếng ca hát, tiếng cười của những đứa cháu đã xua tan hết mọi khó khăn trong gia đình. Con chào cả nhà. Hôm nay con tham gia phóng sự thì không có chuẩn bị cái gì nhiều hết, thì bây giờ chỉ có cái single double min này để gửi tới mọi người giống như là quà xin chào. À, con bóp lại cái tay, bóp lại cái giò. Nhà mình làm nem được bao lâu rồi con? Mới có 10 năm rồi con. Ồ, 10 năm à? Cái này là mình làm xong rồi mình bán xỉ lại cho người ta? Không, cái này xỉ lại cho mối người ta đặt mình mới làm. Chủ yếu là người trong nhà làm hay là mình phải thuê thêm nhân công nữa? Người là ở nhà với lại thêm mấy chị em ở nhà xúm nhau mà. Chú ơi, mấy chú cho con này ngồi nướng nem cái. Nè, vô đây nè, bạn ơi. Triệu được cô chủ nhà dẫn đến nơi làm nem của gia đình. Cô nhanh chóng cùng tham gia vào công việc làm nem, từ công đoạn vo viên đến khi nướng. Trông những xiên nem nướng thật hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn thử hả? Ăn lắm, nghĩa mới ngon. Ngon lắm. Nóng quá, nhưng mà ngon. Chú này ở đây. Tại sao chú ở đây? Nữa. Nữa. Chú nữ tiếp chắc kẹt, cháu chờ dâu. Ngồi đây chơi chú. Bây giờ chú làm gì con làm đó ha. Dạ. Con cò bé bé, nó đậu cành tre. Đậu anh nhắc lại cho chú quên rồi. Con cò bé. Hỏi mẹ biết đi đường nào, em xin tỏi, em cho em chúc chúc mẹ yêu không nào. Hay quá. Đẹp đẹp tam bồ két két két. Đây. Chặt. Đồ gì mít. Ốc mít. Chú ơi à, cái này cái đúng mà. Đúng rồi, cái kéo ăn cái cắt cái đinh đúng không? Dạ, chú ơi.
Rồi cô ở vậy rồi hằng ngày chỉ lo cho ngoại thôi hả? Chứ không có đi làm gì hết. Làm ruộng giờ này hai cô làm nó bệnh hoài hết là nổi rồi. Vậy cô có thường lên Sài Gòn được không? Ít đi. Hay là quanh năm ở đây thôi? Ở đây thôi, ít đi Sài Gòn lắm. Chỉ có ra hàng xóm thì thôi. Đi nào mà bệnh đau đồ mình đi, chứ lại có chuyện gì mới đi. Không chỉ tham gia làm nem, mình trợ phụ cô hai dọn dẹp nhà cửa. Vừa làm, trợ vừa trò chuyện làm quen với bé Trang, cháu cô chủ nhà. Nhà này hả? Nhà chơi nha, nhà chơi chú đi. Dạ, dạ. Thôi chú đi đường xa, đi cẩn thận nha chú. Dạ, dạ. Dạ. Chú Thuy ơi, chú đói bụng quá à. Chú Xuy ngồi đây. Để con tắm bây giờ nha, để con ăn. Có cho chú ăn cơm không? Có. Con ăn bụng, con chịu bự vậy nè. Sau khi tạm biệt chú Hồng, Nhân đã có bữa tối thật vui vẻ và đầm ấm với mọi người còn lại. Nhờ sự lém lỉnh của cô bé Sushi mà bữa cơm lúc nào cũng vang lên tiếng cười. Dạ con xuống được Sài Gòn được 5 năm rồi con. Ba mẹ con thì vẫn còn ở trên Bình Dương á. Tại vì cuộc sống ba mẹ anh chảnh cũng quen rồi. Với lại với có chồng sớm này nọ qua lại. Nói chung gia đình cũng chảnh cũng khó khăn thôi. Tại vì cũng làm toàn cao su thôi. Đi ngủ nha, mai dậy sớm nha. Có gì cô hai cùng ngủ sớm. Dạ, dạ, cảm ơn cô hai. Có hình chú ha. Ủa, nó không nhìn, em không nhận ra chú hả? Ai vậy? Chú đó. Ủa gì vậy? Mặt chú đó. Trời ơi. Sau một ngày mệt mỏi, cả Minh Triệu và Duy Nhân đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày mới đầy thú vị đang chờ đón cả hai lữ khách ở phía trước. Nhân bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc đi câu cá. Nào mình mới câu được một con. Anh chàng đã câu được một con cá trê thật to. Có lẽ đây là bữa sáng mà Nhân muốn dành cho cả nhà. Còn Triệu thì đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô đi lên ăn sáng luôn đi cô ơi. Chồng mọi người cùng ăn sáng thật vui vẻ. Cá nè. Bỏ sushi vô nướng nè. Sushi dễ thương gì bỏ nướng gì. Đây đi cho chú quạt. À, cũng được đó. Đã quá. Những chú cá đang được Nhân nướng trên vỉ trống thật hấp dẫn. Có lẽ mọi người đang xem chương trình cũng cảm nhận được mùi thơm của cá. Bà chú ơi, chú nóng quá nè. Có nhiều mới hen. Có gió không? Cô hai ơi, con đi thả diều với mấy em thế nha. Sau bữa sáng, Triệu cùng bé Thúy đi thả diều. Đây là một thú vui của các cô bé, cậu bé khi mùa hè đến. Có lẽ không còn món gì ngon hơn món cá nướng cuốn bằng bánh tráng vào lúc này, vì nó không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn chứa đựng những tình cảm của Nhân dành cho gia đình chú Hồng, cô Lệ.
Triệu muốn dành một vài bất ngờ cho gia đình cô hai bằng việc làm một bức ảnh thật đẹp để tặng cho cô hai và bà ngoại. Cửa hàng ảnh để gửi một tấm ảnh như thế này, để có ý là muốn tặng tới gia đình cô. Được sự hỗ trợ của tiệm ảnh thì chú cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của Triệu và chú đã đồng ý là sẽ rồi miễn phí cho lần này. Con rất là cảm ơn cô chú đã giúp đỡ. Và mong là tiệm của mình sẽ làm ăn ngày càng phát đạt chú hả? Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ, thưa cô, thưa chú, thưa anh. Thì cảm ơn cô chú đã cho con tá túc đêm qua. Thì giờ tới giờ con phải về lại Sài Gòn. Thì con xin phép được xin phép cô chú con gửi món quà đến gia đình như là lòng cảm ơn của con đến với gia đình đã cho con đỡ. Con cảm ơn ngoại, cảm ơn cô hai, cảm ơn gia đình với lại các em. Nói chung là giúp đỡ con nhiều quá từ hôm qua giờ. Con cũng không có ngờ là con kiếm được một cái gia đình mà nhiệt tình với con như vậy. Có gì đâu con. Dạ. Con chọn chữ lộc tại vì con muốn đem lộc đến cho gia đình cũng như là cho sự may mắn cho gia đình. Để càng ngày làm ăn phát triển, cô cũng mau hết bệnh. Dạ. Cô cũng cảm ơn con nha. Con có cái này tặng cho gia đình thôi, làm kỷ niệm nha cô. Cảm ơn con. Nhớ tới con. Nha. Nhớ tới cô nha. Con gửi cho. Dạ. Dạ con cảm ơn cho. Em cảm ơn anh Minh. Em về chúc thành công nha. Dạ. Hát chú nghe bài chú về coi. Nó đậu cành tre khi không hồi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hồi, khi về em chào. Mẹ em chung chiếc, mẹ có yêu không nào? Vỗ tay hay quá. Bye bye em. Cái gì ráng học giỏi nhé. Còn nếu như mà có đam mê với nghệ thuật thì cứ thử. Mình đã có cái đường hướng là ngành y á, thì mình cứ nên theo chứ đừng có bỏ uổng. Đàn bà nha. Không gì cãi coi. Không, mình hít đàn bà. Giỏi quá. Như gì không cãi. Bye bye. Tạm biệt vùng đất anh hùng Hóc Môn, tạm biệt những con người chân chất hiếu khách nơi đây. Hôm nay rời xa, hy vọng sẽ có ngày trở lại. Minh Triệu và Duy Nhân sẽ mãi mãi nhớ về những nụ cười, món nem nướng và cà chê nướng thơm phức vào sáng đầu hè. Anh sao? Vui không? Được hai cái thôi. Em ngày lúc nào cũng hơn anh hết ha. Chúc mừng Minh Triệu đã giành được huy hiệu của lữ khách 24 giờ. Chịu nghĩ là các bạn hãy xem chương trình này và hãy rút kinh nghiệm để nếu như mình đợt sau lữ khách 24 giờ có lời mời thì hãy nhận ngay nhé các bạn. Vì đây sẽ là một dịp hiếm hoi để cho các bạn được trải nghiệm những điều mà không phải ngày thường nào các bạn cũng có dịp trải qua nhé. Khi tham gia chương trình hãy chơi hết mình, tại vì vui là chính. Điều quan trọng là các bạn đang được sống lại những cái gì mà bạn đã từng trải qua và tìm tòi thêm những trải nghiệm mới. Xin chào tạm biệt. Thì cô cảm thấy chương trình này phổ biến lên như vậy thì cô thấy cái chương trình này cũng hay, vui, cũng có tính chất mới mẻ. Mấy đứa con thì cũng đáng như con mình đi đâu xa lạ ấy, mình thấy con gái nó vậy thì mình cho vô nhà nó túc với mình chứ có gì đâu sợ. Chúc cho nhân trên con đường sự nghiệp thành công mỹ mãn. Chia tay hai lữ khách, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nam người mẫu ông Minh Đăng và người dẫn chương trình Ngọc Tiên. Xin mời khán giả cùng trở lại với lữ khách 24 giờ lúc 16:30 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Không có tình yêu. Mấy đôi ba dòng thì lại biên xa. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Khó quá vậy không ai đón giùm được hết. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.